Chị cho ra mang xe vào đây đi. Thầy quá. Hôm qua em có lỡ đi xe đạp của anh Sáu đâm đầu xuống cống luôn. Thế mà mọi người cười em kinh quá. Mặt em mắc cười đó. Chị cũng cười em đi. Hôm nay em phải báo thù á. Đấy, mọi người ạ. Câu chuyện là hôm qua em có lỡ mượn xe đạp của anh Sáu. Em đi đâm đầu xuống cống. Mà mọi người với các bạn cười em quá. Hôm nay em sẽ quyết định trả thù. Mọi người biết đây là gì không? Đây là Sơn Hồng Blackpink. Ô, vậy thì xe của anh Bảy, liệu anh Bảy có liên quan gì trong vụ này không em? Không liên quan, chơi hết. Chơi hết á? Ủa, vậy là mọi người cho em mượn xe à? Không. Vậy em lấy đâu ra xe? Em vào em thấy không có ai ở nhà em lấy luôn. Không có ai ở nhà thế là em lấy luôn. Rồi, vậy thì ví dụ mà lát nữa mọi người về mọi người thấy bọn em phá hủy hai chiếc xe này thì anh không liên quan nhá. Anh chỉ quay phim hộ thôi được không? Anh quay anh nhìn thấy anh không ngăn cản bọn em là do anh. Vậy thôi. Đấy, anh ngăn cản. Không được đấy. Anh không liên quan. Không liên quan nhá. Anh không liên quan được chưa? Ok, nhá anh không liên quan nhá. Vậy em định làm gì với nó? Mấy cái đồ sơn này? Em sẽ dán băng dính vào xe này. Sau em sẽ lấy sơn hồng Blackpink em sơn vào nó. Vậy á? Trời ơi. Hồng luôn. Anh thích màu hồng đấy nhưng mà không chắc là mọi người có thích. Hôm nay em sẽ biến hai chiếc xe đạp này thành màu hồng. Chúng ta cùng dán băng dính vào cái xe này luôn. Chào các anh rồi. Dám cười em à. Mọi người chú ý đừng cười em nhé. Quả của việc cười em là không hề nhỏ đâu mọi người ạ. Ôi, hai chiếc xe sắp xong rồi, chuẩn bị rồi. Ui, nằm nghỉ vậy à? Nằm nốt đi nào, anh Vào, anh em mình chuẩn bị sơn thôi. Trời ơi. Đấy, cái này là nhờ anh rồi nhờ chị giúp trong cái này lại ngủ. Hơi nắng. Tại hồn em. Đấy, hai chiếc xe đẹp cho anh em ơi. Quá là tuyệt vời. Nghĩ là hai ông Sáu và ông Bảy hôm nay về là hú vía rồi mà xem này. Đấy, khóc thét, gào thét. Mọi người ơi, bọn mình đã dán hết phần sắt vào mấy dây phanh ở hai chiếc xe này rồi. Bây giờ sẽ đến bước tiếp theo. Bước tinh tinh ngoài nhé. Toàn đấy em ạ. Hôm nay anh Bảy anh muốn quánh cho một trận xem. Em chạy đi. Chết rồi. Anh không tham gia đâu nhá. Vụ này là anh không dính trưởng. Anh dán vào gió. Không có bằng chứng thì bảo là anh dán cả. Trời đất ơi. Alpha và Chara anh em nhá. Anh muốn ơi em làm trong vụ này nhá. Em không liên quan nhá. Chết rồi. Hỏng hết xe của anh rồi. Hai con xe Blackpink như này. Ôi, gió quá em ạ. Trời ơi, cơ nào qua cơn gió thì hoặc là thì sát sát mà. Trời ơi, các em ơi. Chúng ta đang có thương bẩn không? Ôi em, thì các thương thì bẩn gì cho nó đen lắm. Em thích màu hồng. Toàn ơi. Các em phá xe rồi các em ơi. Toàn anh em ạ. Chết dở rồi. Màu hồng này.
Đấy, hai chiếc xe của 606 và 707 cái này thành màu hồng luôn. Anh bốn phát này anh biết là anh đánh cho Alpha một trận. Chết rồi Alpha. Em hối hận không? Không. Không hối hận á? Không. Em pháo, phá hoại lắm, báo thủ lắm. Vụ này anh không liên quan nữa, anh chỉ là quay phim thôi nhá. Nha. Ông đừng nói, ông nói là bọn em làm luôn. Vậy thì ai làm? Nó tự ra màu hồng đấy. Tự ra màu hồng được á? Nó ra nắng nhiều quá nó thành màu hồng. Ra nắng nhiều quá thành màu hồng à? Trời ơi. Ô vậy mới có hai lọ rồi đã phun nước xe rồi nhỉ? Tính thế nhỉ? Mà hay thế nhỉ? Cho anh một lọ, anh xịt mấy. Tí nữa anh cắt cái đoạn này của anh đi. Anh khôn vậy. Hả? Anh khôn. Anh xịt hộ thôi, lát nữa anh sẽ không cho các bạn này lại đây. Cái dây này Blackpink nha mọi người. Yeah. 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 Chết rồi, chết rồi. Vụ này anh 7, anh 4 rồi. Anh 6 à. Đẹp nha, nhưng mà đẹp nha. Như hoa hồng ấy nhỉ. Anh phà bão lắm à phà. Ý tưởng của em quay không? Xịt vào cả lốp rồi. Lát nữa cho các em. Em khóc phép. Ở mặt không? Đây nữa này. Đúng là màu hồng. Báo thủ nha. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Kéo. Kéo về đây, anh ấy cảm ơn em đấy. Đó nó mà anh cả cảm ơn thì anh không xóa đoạn video này. Tại vì anh tham gia vào mà. Còn anh mà không cảm ơn thì anh mà chửi thì anh cắt cái đoạn này đi. Yeah, amazing. Blackpink mọi người. Em có biết là hát bài Blackpink không? Anh em mình cùng hát bài Blackpink nhá. Ok, được đấy nhỉ. Nào, sơn đấy. Sơn nốt mấy chỗ đẹp thế nào. Đây ăn chưa sơn. Màu hồng đẹp thế nhỉ. Mấy nữa anh Phạm mua xe màu hồng không? Có à? Ui khéo khéo anh tính để xe màu hồng ấy về đẹp ấy, không mình không cần bạc băng dính ấy. Vâng. Nhỉ. Yeah. Nếu mà anh thích thì mình lôi thế ra mình sơn hết vào màu hồng luôn nhỉ. Anh Phạm thích đẹp không? Đấy, em lấy xe này á? Rồi. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời anh em ạ. Yeah. Bây giờ thì sao nhỉ? Bọn mình sẽ phủ bạt vào xong thì để xem các anh ấy sẽ phản ứng ra sao nhá. Anh nghĩ là bị ăn đập đấy. Tại vì sơn cả vào lốp rồi. À, bị ăn đập nhá, là anh với Chara là chạy bảo là do Alpha nhá. Ui này. Nó chảy lốp ra rồi, bục lốp rồi. Không bục đâu.
Ừ, làm sao? Bây giờ định làm sao nữa tiếp theo? Bây giờ chẳng lẽ lấy tặng xe, nhưng mà anh có một cái điều như này này. Bây giờ hai chiếc xe này mình không xác định được chiếc nào của 606 và chiếc nào của 707 nữa rồi. Chọn đi hả? Rồi bây giờ thì anh đi gọi nhé. Anh gọi mọi người đến nhé. Lát nữa mà có làm sao thì anh chạy trước, xong anh vứt máy quay lại em cứ vậy cứ em cứ vậy mà quay nhé. Vậy thì ai ở lại? Alpha, không để mọi người báo lắm anh em ạ. Thôi để anh đi kiếm mọi người nhá. Ok nhá, nhớ đấy mọi người, bây giờ chuẩn bị ra đấy. Tôi ra rồi biết. Vậy sáng rồi mọi người đi đâu? Ăn cưới á? Ăn cưới ai? Ăn cưới người yêu cũ hả? Sáng rồi bảy bảy đi ăn cưới người yêu cũ à? Ui rồi ôi, vậy thì ở nhà nó phá rồi này. Tại sao? Này ô, cái gì đây? Bình tĩnh đấy nhá. Bây giờ là có Alpha với lại Chara nhỉ, phải không? Hai người này thôi, hai người này anh xác định được rồi. Không, thì đây các anh hồi sáng là đi ăn cưới người yêu cũ về, người yêu cũ nhá. Thì bây giờ là bọn Alpha và Chara không có anh. Sao cuối cùng là sao? Chuẩn. Nhưng mà làm sao? Không cái có anh gì? Đâu không. Có gì bất ngờ không? Đây là cái món quà bất ngờ này. Bất ngờ mà, bất ngờ. Bây giờ để cho 707 với 606 khui ra đi. Quà cho hai người đấy. Ui, quà ra người sướng không? Đây, mỗi người một đầu, nào. Đây, mỗi người một đầu. Đây lạ lạ không? Để anh mở ra đúng không? Thôi để cho hai anh mở đi. Để hai anh mở đi. Để hai anh mở cho nó bất ngờ. Được chưa? Mở nhá. Mở đây nào. Không chạy. Ê. Dựng lên này. Xe mới à? Xe mới đấy. Mua xe mới à? Vâng, xe mới đấy. Sao lại mua một cặp đôi xe mới màu lạ vậy? Ra rồi màu này thì màu cho con gái thôi. Màu con gái gì, màu gì ai con trai đàn ông lại đi xe này. Mọi người không thấy cái gì nó quen à? Lạ thế nhỉ? Đúng. Xe mới đúng không? Mới xe mới à? Rất mới mua đây. À? Không phải rồi. Xe mới gì mà lốp đi rồi vậy? Em mà đi em test thử lên em thay à? Vâng, còn em thay mới. Nhìn giống hai cái xe kia đấy nhỉ? Anh đố nào? Cái lốp này giống một xe của em quá. Cái gì mà lạ vậy? Thì em đặt trước shop đi. Nó được cái này màu khác rồi. Trời ơi, thì như là xe, thì như là cái xe của hai thằng này rồi. Có phải không? Xe bao tiền? Xe mới bao tiền? Xe bao nhiêu tiền? Cái này xe em đặt trước shop đi mà. Đặt bao tiền? Không phải, đây bởi vì như là cái xe, hai cái xe, đúng là hai cái xe của hai thằng này rồi. Ôi giời, xe gì đây mà hồng, mình chưa nhìn thấy cái xe nào như thế này, lạ thật đấy. Màu đẹp ấy, nhỉ? Nhưng mà đẹp lên bốn. Hình như không phải rồi. Cái xe của mày. Cái xe của mày ấy. Hả? Cái xe của em không? Alpha nhá. Alpha biết là Chara, hai người này, hai người này. Chara đúng không? Alpha đầu tiêu. Alpha với Chara. Ê, xe này xe còn 6 rồi. Ui giời ơi, con này hai thằng này đi xe. Một hồi người hai thằng này đi. Alpha thôi, Alpha. Rốt cuộc là đứa nào rán cái xe này? Rốt cuộc là rán cái xe này đây. Alpha mà. Alpha, anh không liên quan đâu. À, vậy là Alpha mày chơi đều với hai anh này phải không? Chối do mày mà, anh có liên quan gì đâu. Thôi, màu đẹp đấy. Yeah. Hai thằng mày kia đi xe màu hồng là buồn cười lắm chú ạ. Alpha đấy, không anh không liên quan. Nhưng mà màu này đẹp mà. Màu này chứ. Chết rồi, hai ông ơi. Con trai đẹp mà. Ra đường thì thôi rồi. Ủa, thích à? Có phải là thích màu này à? Màu hồng thôi. Màu đen nhạt. Phải không? Đẹp đấy nhưng mà cảm này nhá. Cảm này không phải con da đâu. Đấy. Màu này đẹp, tôi thích màu này.
Con đi em ta. Ui trời ơi, vậy hai thằng này nó đi đi rồi. Không phải đâu, màu này đi em. Mất công thì phải nhiều lắm. Nhưng mà làm sao là em lại dám em dám để chôn hai anh mà. Ui giời, chôn mà lại chôn đúng cái màu chúng nó thích. Trời ơi. Đi nhục ghê, nhục ghê. Anh Năm đẹp không anh Năm? Không. Màu này chưa thằng bé đê mới đi chứ không Năm. Màu đẹp thì đẹp với con gái thôi. Đúng rồi. Cái này đi ra đường tan gáy. Hai thằng này mà thích màu này thì thằng này bê đê rồi. Nó bộ là hai thằng này đi bê đê vô nhau. Bé ơi, xem này đi tan gáy không tán được đâu. Tán được đấy. Không tán được đâu, nó bộ bê đê đấy. Mọi người xem em đi thử xem đẹp không nhá. Đô nha, đi xe đô rồi. Bê đê. Mày cơ sáng mà đi em cưới nhiều cú mà đi xe này nó cười ra đúng cười nhưng mà mặt chú ạ. Đúng rồi. Đi đi là được. Đã thế gì? Đẹp thế gì? Chết rồi, hai ông này ông lại thích anh em ạ. Ôi, chị đẹp thế. Chết rồi. Chết rồi, hai ông lại thích anh em ạ. Toàn ăn pha rồi. Đẹp thế. Nhầm chỗ rồi. Mọi người xem em với 606 đạp xem có đẹp không nhá. Bình tĩnh. Gặp ngay hôm bầu người ta thích. Đúng là người ta thích. Trời ơi, em gà lắm, mất tiền oan rồi, Anh ta gà lắm. Anh ta mà sơn cái màu mà anh với anh bốn thích ấy, thì thằng năng hai này nó không thích được gì. Thì nó hai thằng ấy nó cũng cay. Hai thằng gặp ngay hai thằng hai thằng nó thích màu hồng em. Em biết không, hai thằng này nó bị bê đê đấy nên sơn màu hồng mà nó thích. Thì em gà lắm. Các bố mẹ của anh thích lắm đấy. Màu hồng mà bố mẹ anh thích lắm đấy. Đẹp lắm. Đấy, em thấy chưa, hai thằng này nó bị bê đê đấy. Rồi. Cái này sơn màu hồng rồi, bắt đầu là nó thích về là nó biết đây này. Ui, thôi nha, toi cùng nhá, anh pha nhá, trốn màu hồng đâu. Anh pha với cha ra xong sơn cái lốp này màu hồng luôn đi cho đẹp. Cái này sơn rồi. Hết sơn rồi. Mà sơn vào làm gì cho anh đây? Đi sơn cái màu người ta thích thì phải nghĩa phải sơn cái này nè nó mới đẹp nữa. Chịu rồi. Rồi màu này mà công cũng thích thôi. Anh pha cho ra ra anh mẫu này. Anh mẫu nhá. Cái này là gặp ngay hai ông này ông lại thích màu hồng ý. Lại hồn. Cay không? Mất công rồi ngồi chôn mà cái này thành ra ông ấy thích vậy thì mang tiếng là mất công nhỉ. Ngồi ngâm nghĩ. Anh nghĩ như này thì bây giờ anh em mình phải chơi lớn hơn. Anh em mình xem bỏ là ui vậy anh thích vậy thì bọn em làm mất công từ sáng giờ em mượn xe em đi một vòng. Xong đó là mình xuống cống thì mình thả hết xuống cống cho bọn nó xuống vớt. Ok không? Lỗi em rồi em anh chỉ đưa ra cố vấn của nó em quyết định thì lỗi em chứ. Đi xuống đi. Ừ ok chơi nhá. Ấy mọi người ơi, Alpha mới lại cha ra bảo làm từ sáng giờ mà làm cái xe này rất là nhiều công sức, bây giờ mọi người cảm thấy thích phải không? Mọi người thích phải không? Đúng, thích cái thật hả? Hai thằng này vừa hợp với chú nó luôn. Cháu với chú mà đi con xe này thì không khác gì hai thằng bê đê gì. Ừ, không đem đi. Không đem. Chú nó đi đường bây giờ. Bây giờ ba anh cháu mình mà đi cái con xe này ra đường người ta cười mặt cho ai. Đúng rồi. Đi đón gái lại không theo nhỉ. Ừ. Không sao. Này mọi người. Từ sáng giờ hai bọn em mất công làm cái này rồi. Hay bây giờ mấy anh chơi bọn em đi thử đi. Đi một đoạn thôi. Một đoạn thôi. Hai thằng này chứ em không biết gì. Có phải cho anh không à? Cho đi mất công từ sáng rồi. Cho đi mất công từ sáng là làm mệt lắm. Hả? Thôi đi thử đi.
đi một tí thôi nhá, không đi nhiều đâu. Ê, đi về mới gọi là hợp nè. Đấy, người ta con gái con đứa người ta đi về mới nhập chứ mình. Ô, mình phải đi đi. Không phải. Hai thằng chú này là thằng BD, thằng BD, BD là sao? Nhanh 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 nhanh, em ơi nhanh nhanh. Phá lại toang. Nha, xuống đấy nhá, xuống cống nhá. Xuống cống, xuống cống, xuống cống nhá. Xuống cống. Xuống đi, xuống kia mà đi, thích thật à? Thích màu hồng thật à? Đẹp mà anh. 66 thích không? Hả? Thích luôn. Giờ mấy em một tí mà sao đi xa thế? Xuống đi kia đi vòng lại nó đi. Mất hôm chơi với thằng này đó, hai thằng nó đi bê lê đi né mà. Không. Không mọi người ở đấy nha, tôi về nhà có việc trước nhá. Chịu mấy ông. Mấy ông đi ăn cưới người yêu cũ anh em ạ. Đi gần gần lát về chiều về nhá. Ok nha mày. Tình hình là kế hoạch của mình, Alpha và Chara đã phá sản rồi. Không ngờ luôn, mấy tên đấy lại thích màu hồng. Để biên thế mới được. Bây giờ vui chúc cùng kế hoạch mới của mình đã vừa lừa nhé mọi người. Lừa mấy ông đấy, mượn chiếc xe này đi một vòng. Nhưng mà thực tế thì hồng đang bên trên cái cống này. Lát nữa thôi, chúng mình sẽ đẩy hai chiếc xe này xuống dòng sông Mekong. Ok. Và xem phản ứng của mấy ông ấy sẽ như nào. Một cái hồng đẩy xong mà mình sẽ kệ chạy. Ok nhá. Em cầm máy quay em quay nốt cái cảnh cái xe nó rơi xuống như thế nào nhá. Đấy, ở dưới này là sông Mekong mọi người ạ. Đẩy xuống đây. Đã không chơi thôi, chơi phải cháy anh em ạ. Chơi tới bến thôi. Chờ lát nữa. Chờ lát nữa nhá. Anh không phải để anh gọi điện cho mấy ông đấy đã. Nhỉ. Đấy anh em ạ, bây giờ là như thế này. Hôm nay là mình bị Alpha dụ dỗ rồi. Chơi tới bến anh em nhá. Đấy, hai chiếc xe màu hồng này. Bên này thì toàn là bèo thôi. Đấy. Nhưng mà bên này thì không phải là bèo. Bên này là nước anh em ạ. Trời đất ơi, không biết là mấy ông nước. Lát nữa thấy thì sẽ như nào. Dè. Yeah. Chơi tới bến anh em nhá. Hả? Nhìn mà anh em mắc cười quá. Mà anh hả? Ok, để anh gọi điện đó nhá. Alo, vâng. Ra cống nhá, bọn em cái này cái xe nó bị hỏng giữa cống rồi không về được nhá. Với cái cống hôm nọ bằng 6 nó gì ấy. Ra luôn đi. Bảo mọi người ra cả đi, cái này cái xe nó chết cả hai xe rồi, chết máy rồi. Hình như hết xăng hay sao ấy. Vâng, hết xăng. Hết xăng thật chứ, tin ra mà xem. Các ông có đổ xăng bao giờ đâu mà không hết. Nhá, ra luôn đi. Kế hoạch vậy là bắt đầu rồi. Mình vừa tiếp tay cho hai nhân vật này là một việc tốt anh em ạ. Ok. Bây giờ việc còn lại là chờ mấy người đó ra thôi anh em nhé. Yeah. Cái gì? Cái gì? Em không có gì. Ôi. Xin trân trọng giới thiệu anh em. Cameraman. Yeah. Lộ mặt đi anh em ạ. Đấy, lộ mặt đấy. Bây giờ là họ đã đến mọi người nhá. Và chúng mình đang trong tay là hai chiếc xe đạp, hai con tim. Hết xăng. Hết xăng. Mọi người bình tĩnh lại. Bình tĩnh, dừng hết chân lại. Ở đây chúng ta sẽ phải đàm phán. Nếu các ngươi không dừng lại
chúng ta sẽ không nương tay đâu. Không được bước, không được bước lên cái vạch vạch bê tông này. Bây giờ đứng kia, đứng bên lại. Alpha bây giờ đã bị mua chuộc bởi tổ chức Hồi giáo IS rồi. Xin trịnh trọng thông báo với lại toàn thể mọi người, bốn San ở đây, cộng thêm cả chú Mix San nữa. Chúng tôi là thuộc tổ chức Hồi giáo IS nên là ngày hôm nay chúng tôi đã lộ diện. Cấm được bước qua vạch bê tông này. Nếu bước qua vạch bê tông này, hai chiếc xe kia sẽ tự động rơi xuống vực. Làm sao ấy? Đứng lại. Bình tĩnh đi. Tôi đang nói mọi người không được đụng đi lên. Bình tĩnh. Chúng ta sẽ phải đàm phán. Cuộc đàm phán này sẽ được diễn ra nếu như mọi người hợp tác, biết chưa? Xin thông báo mấy em là bây giờ là họ đã đến rồi. Chúng ta cái này không còn đường lui nữa rồi. Bây giờ thì sẽ phải chơi tới bến thôi em ạ. Nhá. Cái gì? Dừng lại. Dừng lại nhanh. Bừng lại. Đã nói rồi mà. Lùi lại. Đứng lên đây. Tân. Anh làm sao ấy? Em đã nói rồi mà. Sao không sao? Mày đi làm sao? Đi lại kia. Đi lại kia nhanh. Em muốn chấp nhận đi tù không? Em cay lắm rồi phải không? Ừ. Bây giờ là đi tù 20 năm em nghĩ làm sao? Đi luôn. Đi luôn phải không? Không ở nhà với anh Bốn à. Tại sao? Anh Bốn tận em bắt em vào nhà rồi. Không được khóc. Không được khóc. Không được khóc. Không được khóc, anh Bốn không được manh động nhá. Anh chỉ cần bước lên khỏi chạm cái vạch vạch ngang nứt nứt này này là cái xe sẽ tự động rơi xuống. Mọi người bây giờ phải mang mỗi một người 5 triệu ở đây. Không biết được. Đứng lại. Thuốc kìa. Nhanh. Mọi người cấm được manh động, nói không nghe à? Đâu đâu, qua đâu. Đâu. Bình tĩnh. Mọi người đã biết tác hại của việc trêu em chưa? Bây giờ nhá, em không sợ đi tù nữa đâu. Mọi người. Không được qua cái vạch đấy, thả xuống em đấy. Không được qua vạch nứt này. Chúng ta về ta bắt mày ta chối ở đấy biết mày nhá, láo biết. Ăn cho đừng. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Không được, không được vào. Không được vào nhá, biết chưa? Không được vào. Cái này mọi người manh động là tôi là đẩy đúng hộ Alpha luôn đấy. Hai anh em là solo phối hợp luôn đấy. Tức mất thật đấy. Mẹ già anh cháu chết luôn. Không cực gì, từ 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 đi em. Bố tôi ăn pha giả xe cho anh đây. Giả xe cho anh ông bất thôi. Báo vừa rồi. Cả đánh cháu chết này mình rồi. Báo tiếp ra rồi. Châu tí mà anh đã tốt rồi. Anh đã bắn luôn ta. Bắn luôn em đây. Tôi hôm qua. Ôi, bà con đâu?
đi anh em ơi. Tốt này phải đi tới ơi. Mau mau. Xe nó nổi nó không chìm. Bốn ơi. Xe nó không chìm. Cháu nào hồi nãy là cháu bị mua chuộc chú ạ. Chú ạ. Cháu bị mua chuộc cái chỗ nó đe dọa cháu, thế là cháu mới bị bé. Bây giờ chúng mới cả là thằng cameraman nữa. Cameraman vẫn này về chối vào. Tại sao bị chìm ơi? Tại sao bị chìm ơi bố ơi? Tại sao bị chìm ơi? Tại sao nó không đi được chú ạ? Tại sao bị chìm ơi? Tại sao bên này khó lấy hơn này. Lặn xuống sao à? Lặn xuống. Bọn anh không chứa mày đâu. Bọn anh không chứa chấp những tài khoản như mày. Sao à? Ôi trời, con này phải con dây mới kéo lên. Đáng lẽ mà còn thêm màu đen đấy thì bọn anh khi anh lôi cái này rồi, nhưng mà màu này thì anh chịu. Bọn anh bắt tay đấy. Cái thằng này ông đặt mình nhắc bây giờ. Ông đặt vậy này. Cô này rồi xe lên rồi còn đốt này. Xe của cháu mà không cho anh cháu nó luôn cơ. Hai cái đứa này phải đuổi. Chú ơi cứu bảy xong cháu này chú ơi. Chờ ba nhá. Thằng này không lên rồi á. Chết rồi. Thằng này bay đen không làm gì được. Bảy cứu này, bảy cứu đi. Bảy cứu đi, bảy cứu đi. Đây ướt nó ướt sẵn rồi. Bảy cứu, xuống cứu em đi. Chứ gì nữa. Có cái xe tôi không lấy lên được. Mày thì tao phải chọn giúp mày lùng lên đấy. Không làm được cái gì hết, chỉ nhờ người ta thôi. Đây, chú đây, chắc lên cho. Cái xe đây nhắc lên cho. Thế rồi. Chú mới xa nơi không lấy được không? Đây, lân đần về này. Lân đần về này, bọn anh đôi chưa? Lân đần về một bên đấy đâu. Đã bỏ rồi. Ăn phá nhá. Cô nãy thì nó chân mình nó đi chôn. Bây giờ về không nấu cô cho mà ăn nó. Lão biết. Cẩn là trông cái xe nhá. Này, trông cái xe ở đấy rồi nó lại lên, nó lại vất xuống đấy. Cookie là đây. Đây, cây đây. Cây kia chưa hai đứa kia nó lại nó mất đấy. Anh em ơi, cứ tập trung cứu hộ này. Lên, đẩy mạnh lên, đấu luôn lên cháu ơi. Lên này lên nha ơi. Chú Minh ơi, hỗ trợ nha, chú Minh nha. Trời ơi, đâu hoa chưa chưa. Con này nó phá vậy. Phá nha, phá nó hổ. Anh Bụ ghi, không căng nhà ông ghi. Cá Bụ ở trong không trong mà. Anh Phà này lão kết lắm rồi. Hôm nay về lắm thì cho nó một trận nữa được. Lão kết. Bố kia anh một canh xe không canh nhà lại để đội hai nữa lấy mất đấy. Thế ơi. Mày ơi. Anh báo cho em. Bắt đấy, phát này bị bắt được toai quá, bị đánh ấy. Cẩn thận. Lại, chết rồi. Anh về đi. Sợ quá.
Con chạy không sao đâu. Nó lại xem nó vỡ được. Té bộ rồi. Anh ta. Anh ta này như lão ơi nhá. Anh nói được như là một lão bếp đó mà. Đây, anh ta lại đây. Từ bây giờ không cho mày ăn cơm nữa. Anh nấu. Ôi, 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 Alpha đi, Alpha. Tôi đánh dùng giờ đánh cái gì? Bây giờ tao cho mày ăn cơm á, mày về khỏi nhà luôn. Có biết gì? Anh đi. Bám vào hành cái. Cái xe kia nó trơn thế nào nó đạp đạp. Mất rồi. Mất rồi đâu nữa. Mất rồi còn đâu nữa mà trông. Cứ đạp luôn thế bồi. Ăn phòng á. Nó bỏ nước đi canh à, hung kia nó canh được gì đấy cho ai đứa lấy mất nó bắn nữa rồi. Bố đi. Bé à, bé à, đánh hung kia thì anh bỏ nước đi canh à, hung kia không canh này. Đấy đây chưa? Trên nặng lắm, chó không mềm đâu. Đây đây, 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 chém có cây roi nào? Quá người ta giả hết rồi nhá. Thứ nhặt cái kia đi về đi nhanh lên. Về với tao cho con Alpha một trận nữa, nó tép. Sáu nhặt cái kia đi đi. Bây giờ không cho ăn cơm nữa. Mày. Con này nó láo lắm anh ạ. Nó hùng thú cả em đấy. Mày ăn nó. Chúng mày láo vừa thôi nhá. Nhá, mày là rau rút kinh nghiệm đi. Dù dỗ cả anh. Cha thằng kia nó mẹ này nó láo biết. Thấy chưa? Thằng này cũng không vừa, thằng này khéo về uống mới nói cơ. Cái gì ấy? Cái gì? Cái gì ấy? Điên à? Cái gì chú? Ê! Đồng minh này đây. Ô! Thằng này đồ sủa đi. Ê! 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 Cháu không biết đâu. À đâu. Là điểm thế mà cũng với chuồng. Lão tuyết. Bây giờ tụi có nhà không cho ăn cơm nữa. Thì tụi quê hụt. Báo gì? Cái này một gắn hai đứa này báo kinh thật đấy. Chú ạ. Lão tuyết. Bọn em nhá, ơi bị báo rồi đấy. Anh bị đánh ngoan rồi này. Vụt luôn đấy. Nó còn dễ quá chứ. Mày thích dễ không? Nào, đi 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 em ơi. Mày có cái xe mà không răng lên à? Đồ đuối không? Lão kia tao hồ. Cái sao cháu đu lên đâu sao? Đu cho anh kìa. Trời ơi. Cháu ơi, mày pháo bay đi. Còn đi xe nữa không? Vàng hết rồi. Cháu ơi, mẹ đánh đầu chết đi, chú mới sao? Nó vừa mới nghỉ treo cơ này quăng nước nó đá bao mới ra đúng. Chúng nó về cháu bắt thằng Alpha cho đánh nhau chứ. Xong rồi bây giờ đuổi ra khỏi nhà không cho ăn cơm á. Thằng đấy là thằng Báo. Hôm qua nó đã phóng xuống cống rồi. Không cắm đầu cống rồi nhỉ. Cống hai cái đứa đấy là rất là báo luôn đấy. Nhá. Chắc của cháu đem đi trên này mà làm bình đen đuối rồi. Mẹ cho đành cháu chết rồi. Một cộng láo biết. Ông camera này nữa cơ, ông này ông đến đây rồi ông không kịp đó, ông cứ ở đấy ông về uống. Cháu ơi, cái này cháu cái việc dậy, dậy nhanh. Nhiệm vụ của cháu phải quay phim thì có làm sao cháu phải quay làm vậy chú. Chú nói vậy. Bước ông này thì bước kia đi. Cái gì? Ông này đầu tiêu đấy. Không liên quan. Ông này không liên quan. Không liên quan đâu. Chú Minh à. Ông này liên quan gì, lần sau rút kinh nghiệm đi, đừng để xe cho ông phải chú. Quan gì đâu, cái này về hai đứa mày chích cất ai mất, anh quan là cái đứa kia, quan đi, chịu, nhá, có tay, bắt đầu tiên này, đấy, sao ấy, có xe thì phải giữ xe hiểu không, nhá, anh em nhá, mấy thằng này giáo không, đánh về vi phạm pháp luật đấy, nhá, rồi sao, đấy, mày ký thoái là chỉ mày lại chuẩn bị thế hả, anh em ạ, mấy ông này có xe không trông được xe quá là kém luôn. Con kia là không cho về, con chân ao không cho về, con Alpha kia bắt vụt, cái này không cho về. Ôi chú ơi, mày về được nào? Cứ mày về được nào? Mẹ cho đánh cháu, có ai đánh hộ, có ai ăn đòn hộ không?
Ừ. Cái này mày vàng nào đấy? Canh ở đây coi mày vàng nào? Mày có chụp mắt không? Đó biết lắm rồi. Hay là mày đi qua đồng mày về? Mày đi đâu? Lão lắm rồi. Thằng này thì xe lên rồi cứ khóc. Không biết chơi người cháu mẹ cho này cháu chết đấy. Có ai ăn đòn hộ cháu không? Mày mà chết mày chết đi. Chú nhỉ, cái này mày thích đi xe màu hồng, mày đi xe màu hồng mày bên đây này, mày còn giàu mày cơ. Mày cứ ở mà quẫy đi đi. Rồi chúng nó về không được ăn cơm rồi mà quẫy. Em ăn cơm ở nhà chị chết rồi. Ừ, xem mày ăn được rồi, lấy tay luôn. Mày đi về nhà luôn. Mày cái này đi sang đây cho chị nuôi. Mày xem chị có nuôi mày suốt đời không? Nuôi được em không? Có. Đấy, trời ơi, nhau chết rồi. Chúng chị về nhà đó. Để lát về xem, quay mẹ cho ra. Xem chúng mày chưa chắc vào đâu được nữa. Báo thủ suốt ngày nghịch ngợm. Chú Vinh Trân ơi, chú về ăn đòn hộ cháu đi. Mẹ chả đánh cho đau lắm. Liên quan gì? Không liên quan. Tao chỉ đi cứu xe cho mày thôi. Chả là cứu xe cho làm. Cứu xe cho hai thằng mày đấy. Nhưng mà hai con ăn má kia chúng nó về tao đánh cho một trận. Anh đòn hộ em đi. Hai thằng chúng mày công khai đi. Công khai. Chúng mày yêu nhau không? Công khai mối quan hệ đi. Chúng mày yêu nhau thì bổ đi. Kè xe cả được cái sơn màu hồng phát là hai thằng cũng thích. Xong đi lại còn rủ nhau đi chung cơ. Đẹp rồi chú. Tại nó đẹp đấy. Nhưng mà đẹp một kia vứt chúng ao nó hết đẹp rồi. Mày thích không? Mày cười không? Mày cười đi. Mẹ tao đánh tao chết tao. Mày có đấy, cái này mày về được nào? Đó tiếp thôi đấy. Cái này mày làm sao? Cứu gì? Đi lên đây. Hai em này rất hư nhá. Hai em mình cho chút kinh nghiệm nhá. Em ăn phải chân ai nhá. Không phải em. Nằm sấp xuống. Đánh một trận. Nằm sấp xuống để anh xử lý nhanh. Quan kia anh mạnh nhất kìa. Nằm sấp xuống. Ai vừa lúc mày ăn chuối anh? Hôm nay tao. Vậy vừa em dễ gì? Em bắt chưa tay. Nhưng mà làm sao mày dễ gì? Hai ngày đánh rồi chúng mày. Không có mày để đánh đâu. Hai ngày nó thuần cá nhân. Không. Bọn này không đánh. Bọn mày đánh là đánh mày. Tao đi. Anh pha làm đây. Mày đúng rồi. Báo thủ. Hai cái đứa này nó báo nhân luôn anh em ạ. Sao anh mày nhá? Anh em nhá. Mình không bị đánh. Đi thế định làm. Cứu anh. 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 Cứu anh
quá. Này đây. Cái con gì? Nhanh. Cứu anh đi, cứu anh đi. Cứu anh. Đi đi. Đi đi. Cứu anh, cứu anh. Này, cái tội hư này. Cái tội keo này. Chỗ chưa cái tội mày thì lấy cái của tao. Nó cái này đuổi đi, không cho cán cơm đó. Cút chéo luôn, bây giờ đuổi qua nhà. Đuổi cả camera luôn. Đuổi đi chú. Mày không đuổi được nó. Tao đau chân nữa. Mày có nghe kinh không? Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi mà. Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi. Quăng, quăng, quăng cái này hớp. Thôi được, không đánh nó, không đánh nó nữa. Quăng luôn, quăng xuống. Ôi, quăng xuống. I'm so sorry. Mà nó biết. Baby. I'm so sorry. Thôi, rồi, thôi, rồi. Thôi, lần này rồi, thôi, ca tha cho nó. Chúa, chúa. Quăng quăng cái thằng camera men xuống kìa. Thằng ấy đi đầu tiêu ấy. Đầu tiêu đây này. Không được. Đầu tiêu đó. Không đấy. Mà nó nhập sao? Tôi quăng vào lũi rồi. Xin lỗi nha. Tôi ăn phai đứng lên ăn phai. Xin lỗi mọi người. Chân thành xin lỗi mọi người. Thôi. Thôi được rồi. Kịp lại như kiểu. Thảo tuyệt thở đấy. Về có mấy cái gì bắt đầu. Không nói cho thầy. Không nói làm thế. Thôi mà xin lỗi rồi, tha lỗi cho nó. Con này. Này phải vụt mạnh lên. Tao sao? Người sao người sao mà cười là thế? Chúng mà về nhà tao tối là tao lấy cây đó vụt cho chân. Cái răng này là răng răng vừa ra vẻ xin lỗi mà nhanh nhanh lên đi. Tao cười chú. Tao cười cái này vụt cho mơ vào mày. Cười ơi. Xin lỗi. Xin lỗi. Mày cười không? Không cười. Xin lỗi mọi người nhé. Thế hiện đây thì là cháu là cũng có cũng là người bị oan. Bị oan. Oan cái chỗ gì? Oan cái chỗ gì? Bây giờ báo. Hả? Báo. Báo anh này. Cháu bị nó chưa lên cháu cũng không muốn giấu gì hết. Báo để em nói đó. Em là chỉ có lên cái lạch sơn xe màu hồng đó. À. Là bố là để xe ném xe xuống cống. À. Em chỉ thôi. Nhưng mà ở đây có cả đồng phạm mà cũng có tội không gì phạt. Nhưng mà tay em vứt xuống rồi em phải chịu tội rồi này, phạt này phạt ăn pha đây này chúa nhà giặt quần áo chúa đây là đứa ra đứa ra ý tưởng này còn đâu đây là đứa thực hiện hành vi này còn thực hiện hành vi phạm pháp này rồi, hai đứa này không làm không cho ăn cơm đúng rồi không cho đi tù 15 năm người gây ra tội đã có tội nhưng mà người đánh người có tội thì là có tội thôi. Chúng ta nên xóa bỏ những cái thủ đoạn trong cuộc sống này thì ai cũng có sẽ có mắc sai lầm. Cháu có cái này nói ở đây là cháu sẽ xin phép về mọi người cho ăn cơm trước cho mọi người. Ông chua ăn cơm ai cho ăn cơm ăn? Ăn pha cơ ăn pha cơ về đâu ăn pha? Ăn pha? Cái này em về đâu? Cái này vừa dọn nhà, dọn nhà vệ sinh. Cái này không còn nhà về đâu. Chú lau nhà này, dọn nhà vệ sinh thì rửa bát này. Có bao nhiêu phòng ngủ loạn hết. Còn nhây được không? Không, không. Không, em nhảy anh bước nóng. Không, không cần. Cứ cười thật đùa. Thằng này cười, mày cứ dọa mày, cứ nóng dậy dọa. Nó đánh cháu, ăn nó vớt chê của cháu thì mẹ tao đánh cháu có ai ăn đồ đòn của cháu không? Kệ chứ. Kệ mày chứ. Không được ai tao đánh rồi. Này, này chú này. Đấy này. Cái thành thơi mày mà. Chú ạ, này. Sống thành thơi mày mà. Đấy. Chưa. Dậy. 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 Ok. Người đang ước bên okay. Anh không phải ơi. Người đang say bên anh không phải anh.
chất rồi. Camera đấy. Camera men đấy. Camera men rồi. Camera men rồi. Giờ người đấy. Nó chạy đấy thôi. Để cho những nó nghiện kinh. Về chú ơi. Về. Chú bây giờ. Báo thủ nha, hôm nay anh chịu ấy. Báo thủ nha. Hôm nay anh không cứu được em đâu. Báo thủ ạ. Để xem nó tụ kinh như thế nào. Đi về. Chúng có đầy đầy nắng rồi, tụi mình kẻ đó đầy nắng, ngày giữa trời nắng mênh mông kẻ biết xe người ta đi làm như thế vứt chung trâu rồi à. Đi về đi, về đi, hai thằng đấy về đi, mang xe về ông thể nào để đây nó lại quăng nữa mà xếp đúng hả mẹ cho anh trâu ra là không gì hết, chúng nó mở xe nó ngủ lắm quăng luôn đây rồi kêu kẻ nó để xem nó có tụng được mã. Đi về. Đi. Kìa chú kìa, chú à, chú kìa. Đấy gì? Này rơi và bẫu. Không cho mượn xe nữa, thôi đi về đi. Chú ơi. Thôi này, đưa xe về đi. Trùng lăn nó lại mà vứt xuống kìa lại toang. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking.